Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cái ống kính khủng nhất của nhà Sony được anh khách ký gửi cho bên mình ha. Thì đây là cái ống 600 mm f4 G-Master. Khi mà vừa ra mắt thì anh khách mua cái ống này với giá là 360 triệu. Hiện tại ảnh đang ký gửi với mức giá chưa tới 300 triệu. Về tình trạng của ống này thì nó như là một cái ống mới đập hộp. Hầu như anh chỉ sử dụng 2-3 lần thôi, còn lại là cất tủ ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng mở hộp ra cho các bạn xem tình trạng bên trong. Thì đây là cái ống chính hãng của Sony Việt Nam. Đây, bên trong nó là nó đựng trong một cái vali cứng. Trong hộp sẽ có một cái dây đeo này, cái giấy tờ, sách hướng dẫn sử dụng gì đó. Rồi, thì cái vali này là có khóa nha mọi người. Chìa khóa thì nó được để ở ở bên trong đây. Thì cái ống này nó có trọng lượng rất là nhẹ, chỉ có 3 kg thôi. Đây, mọi người xem ha. Rồi, mình sẽ gỡ cái này ra. Cái hút cũng sản xuất ở Nhật. Đây. Make in Japan. Rồi, tới nhân vật chính này. Đây mọi người sẽ mình sẽ quay ngoại hình của nó. Đây, nước sơn mới cứng luôn nè. Wow, cái kính trước. Mà trước giờ đậy bằng cái miếng vải nên nó có tí bụi ở lớp kính ngoài thôi nha. Mình chỉ cần thổi là nó mất đi thôi. Rồi, thì đây là cái phần gắn tripod này. Như mình nhìn đây không thấy cái vết gắn luôn. Rồi, tới bên này. Bên nào thì cũng cực đẹp. Rồi, đây là cái phần đáng giá nhất của nó này. Made in Japan, cái ống này được sản xuất ở bên Nhật luôn. Logo G-Master. Bây giờ mình mở cái
nắp đứt ra ha. Đây. Chi tiết sử dụng ít nhiều thì mình cứ xem ở đây là ra. Em rất là đẹp. Không có thấy mẻ là bị gì hết nha. Thì đây đúng là cái hàng mua để chơi thôi, mua chắc cắm một hai lần thôi. Rồi ok, thì mọi người có nhu cầu chụp chim còi đó thì liên hệ mình sẽ có cái mức giá tốt. Rồi, ngoài ra mọi người có nhu cầu ký gửi máy ảnh, ống kính hay là các đồ chơi công nghệ gì đó thì có thể liên hệ mình sẽ tư vấn cái mức giá bán ra tối ưu cho mọi người ha. Ok. Rồi, xin cảm ơn mọi người.